Nếu bạn nói vậy á, thì mình xin giải thích cho bạn hiểu. Bạn có cắt được giọng nói của người khác không? Bạn có ghép được giọng nói của người khác không? Làm sao mà ghép được bạn? Làm sao mà thấy được? Đúng không? Bạn có quan điểm sống của bạn, mình có quan điểm sống của mình thấy điều đó không đúng với quan điểm sống của mình thì mình có quyền mình phản biện lại, chứ mình không không thù hằn, không giận, không tấn công ai hết, cũng không 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 hạ ai hết. Đó là mình chỉ phản biện lại những cái điều mà mình cảm thấy không đúng với cái quan điểm sống của mình đó, chứ mình không bao giờ ghét những người tu hành. Những người tu hành mình luôn tôn trọng đó, những người tu hành có đức độ, có đạo hạnh, giữ giới tốt là mình cực kỳ tôn trọng những người đó, chứ mình không bao giờ mình ghét bỏ những người tu hành đó. Mình cũng không bao giờ giận họ, mình chỉ phản biện lại những cái mà mình cảm thấy không đúng với cái quan điểm sống của mình. Mỗi người đều có một cái quan điểm sống. Nếu như mình làm á không đúng, mình sống không đúng với cái quan điểm sống của bạn, thì bạn nè, bạn cũng vô bạn bình luận, bạn phản biện lại cái quan điểm sống của mình nó không đúng với cái quan điểm sống của bạn. Điều đó là điều bình thường, đúng không bạn? Còn bạn nói á, mình câu view, câu like để mà kiếm tiền, thì mình nói xin thật sự, mình nói với bạn một câu, view với like á, tất cả những người nào mà làm YouTube họ cũng cần nha. Nhưng cái mục đích á, họ làm á, để làm gì? Tiền họ kiếm để làm gì? Đó, cái điều đó mới là cái điều quan trọng. Mọi người thương mình, mọi người quý mình, mọi người ủng hộ mình. Nếu như mà mình không không có đồng quan điểm với người khác, giống như bạn nè, mình không đồng quan điểm với bạn thì bạn cũng đâu có xem clip của mình, bạn cũng không có đăng ký kênh cho mình, đúng không? Những người mà đăng ký kênh của mình, những người mà like share cho mình là những người đồng quan điểm với mình đó. Thì trên cái cuộc đời này mình chơi mạng xã hội là để làm gì? Tìm những người đồng quan điểm với mình để mình chia sẻ mình này kia. Còn bạn không đồng quan điểm với mình, bạn có quyền chặn kênh, hoặc là không theo dõi mình, hoặc là không xem clip của mình. Điều đó là điều rất bình thường. Còn mục đích của mình làm clip á, là để nêu cái quan điểm của mình và phản biện lại những cái mà không đồng quan điểm với mình. Bạn hiểu vấn đề chưa? Chứ mình không có ghét bỏ những người tu hành đó, mình cũng không tấn công ai hết đó. Đó là những cái gì mình muốn nói. Và mọi người yêu thương mình, đăng ký kênh mình, ủng hộ mình có tiền. Và số tiền đó ngay từ đầu mình đã làm clip, ngay từ đầu mình đã nói là tiền mình kiếm được từ YouTube này mình sẽ hoàn toàn đi làm thiện nguyện hết, chứ mình không ăn một đồng, không lấy một đồng nào từ tiền YouTube này để xài. Đó là cái quan điểm của mình đã nói ngay từ đầu đó. Mình làm YouTube mình cũng không có nghĩ là mình kiếm được tiền đâu bạn, không có nghĩ kiếm được tiền đâu đó. Nhưng mà ngày hôm nay á, mọi người ủng hộ mình nhiều, mình làm được có tiền, thì mình xin hứa với tất cả anh em, ngày mà mình nhận tiền YouTube dù bao nhiêu đi nữa, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, tất cả mình đều làm từ thiện hết, mình không bao giờ mình giữ lại một đồng nào. Đó là điều hứa, lời hứa danh dự của mình dành cho tất cả anh em, chứ không phải mình làm để mình PR bản thân đâu bạn ơi. Mình không có sống bằng cái nghề buôn bán online, hay mình cũng không có sống bằng cái nghề YouTube này đâu. À, nếu mà mình làm YouTube chuyên nghiệp á, thì mình không có làm YouTube cái kiểu này đâu bạn ơi nha. YouTube chuyên nghiệp người ta hoành tráng lắm, chứ không phải như mình mà cầm cái điện thoại quay 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 gì đâu nha. Nhưng mà anh em thương á, thì có tiền thì mình đi làm từ thiện hết, điều đó mình nói đó. Còn bạn nói á, tạo nghiệp thì nghiệp mình tạo mình lãnh, chứ bạn cũng không lãnh giùm mình được, cũng không có ông thầy nào mà giải nghiệp được cho mình hết đó bạn à. Bạn nhớ kỹ điều đó đó. Đây là mình nêu quan điểm và mình phản biện lại những cái mà không đồng quan điểm với mình, chứ mình không hề ghét bỏ bất cứ một người nào, không thù hằn bất cứ một người nào hết. Không phải người tu hành nào nói chuyện cũng đúng, không phải đứa con nít nào nói chuyện cũng sai, không phải người ăn chay nào nói chuyện là cũng đúng, không phải người ăn mặn nào nói cũng tầm bậy đâu bạn nha. Không phải người lớn tuổi lúc nào cũng đúng, mà không phải con nít lúc nào cũng sai đó. Con người thì phải có người này người kia nha bạn, người tu hành cũng có người này người kia, người ăn mặn cũng có người này người kia, bạn hãy nhớ kỹ như vậy. Còn bạn nói sao không theo dõi người ta lâu dài, sao bạn biết người ta không theo dõi người đó lâu dài? Người đó từng là thần tượng của mình khi họ phát ngôn những câu mà mình cực
khi họ phát ngôn những câu mà cực kỳ mình rất là thích và mình rất là thần tượng. Bạn nghĩ đi, từng là thần tượng của mình thì bạn nghĩ mình có biết họ hay không? Mình có theo dõi họ hay không? Đó. Thì nói chung bạn không đồng quan điểm với mình thì bạn có quyền phản biện lại những lời nói của mình, đó là điều rất bình thường. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúc bạn thành công, may mắn và đặc biệt là luôn luôn vui vẻ nha bạn. Ở đời á, mình cứ vui vẻ đi nha. Đừng hù hàng ai, cũng đừng giận hờn ai. Luôn mỉm cười nha. Mình không thích, mình có quyền phản biện lại, chứ không có gì để mà giận dỗi nhau hết. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều nha.